Kinh văn: Đức Phật bảo Diêm La Thiên Tử, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình can cường, khó điều khó phục. Đại Bồ Tát đây trong trăm ngàn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho họ sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường đại ác, Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho họ hiểu được các việc đời trước. Nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết ác tập nặng, vừa ra khỏi lại trở vào, làm nhọc cho Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để độ thoát. Ví như có người đi lạc mất nhà mình, vào nhầm đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ dạ xoa, cùng cọp, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người mê muội đó ở trong đường hiểm chỉ chừng giây lát là sẽ gặp các thứ độc. Lược giảng, Đức Phật bảo Diêm La Thiên Tử, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tịnh can cường, khó điều khó phục. Chúng sanh ở Nam Thiệm Bộ Châu tánh tình đều rất ương ngạnh bướng bỉnh, chứ không được nhu hòa hiền diệu, cho nên rất khó điều phục, khó uống nắng. Do đó muốn dạy dỗ, khiến cho họ chịu tuân theo quy củ phép tắc hoặc giữ gìn giới luật là một việc không dễ dàng chút nào. Hiện nay có nhiều người nói rằng việc tuân thủ quy củ là không hay không tốt. Vì sao họ lại nói như thế? Bởi vì bản thân họ không muốn tuân giữ quy củ nên họ mới sướng lên như vậy. Kỳ thật, nếu không có khuôn tròn và thước vuông thì không thể nào vẽ được hình tròn ô vuông. Cũng vậy, con người nếu không có quy luật phép tắc thì chẳng thể nào thành mẫu mực được. Ở phần trước, Quỷ Dương và Diêm La Thiên Tử thắc mắc rằng Bồ Tát Địa Tạng đã có sức thần thông lớn lao đến thế, cớ sao chúng sanh không nghe theo lời khuyên răn dạy bảo của Ngài? Thậm chí có kẻ đã được ra khỏi ác đạo rồi, nhưng sau đó lại bị đọa vào ác đạo lần nữa. Cho nên, bây giờ Đức Phật giải thích rằng Đại Bồ Tát đây trong trăm ngàn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho họ sớm được giải thoát. Trải qua thời gian lâu dài có đến trăm ngàn vạn kiếp, Đại Bồ Tát Địa Tạng cứ hết lần này sang lần khác, lần nọ đến lần kia mãi miết cứu độ chúng sanh, cứu xong một lần này rồi lại cứu lần nữa. Hạng chúng sanh như thế đã sớm được Bồ Tát Địa Tạng giúp cho giải thoát từ lâu lắm rồi. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường đại ác, Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho họ hiểu được các việc đời trước. Những chúng sanh có ác nghiệp tội báo, thậm chí do khởi hoặc tạo nghiệp mà thọ báo, thì sẽ bị đọa vào đường đại ác. Đường đại ác tức là ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bồ Tát Địa Tạng dùng vô số pháp môn phương tiện cùng sức phương tiện để trừ sạch nguyên nhân căn bản của sự gây tạo nghiệp tội của các chúng sanh ấy, tức là nhổ bật gốc rễ của nhân duyên khởi hoặc tạo nghiệp, khiến cho họ trở nên tỏ ngộ, hiểu rõ việc đời trước của mình. Nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết ác tập nặng, kết tức là dồn lại, kết dính lại với nhau, nghiệp từ đời trước liên kết với nghiệp của đời này, nghiệp của đời này lại dây dưa liên lụy tới đời sau, đời đời kiếp kiếp các nghiệp báo này nối kết nhau liên miên không dứt, giống như sợi dây kết liền thành một mối vậy, nên gọi là kết ác tập nặng. Những ác tập, thói quen xấu ác này là những gì? Có 10 tập khí xấu ác, gọi là thập ác tập. 1. Dâm dục. Thói xấu thứ nhất là dâm dục. Tất cả chúng sanh đều như nhau, ai nấy đều có lòng dâm dục. Đây là mối phiền toái thứ nhất, cũng là điều rất khó đoạn trừ. Việc đoạn dứt dâm dục này còn khó hơn lên trời nữa. Do đó, nếu chúng ta điều phục được lòng dâm dục, tức là người nữ thấy người nam thì không khởi tâm ham muốn, và người nam thấy người nữ thì chẳng sanh lòng tà vậy, thì gọi là hàng hổ hoặc phục hổ, tức là đã đánh thắng loài cọp dữ,
khiến chúng phải đầu hàng quy phục. Lại nữa, nếu chúng ta không còn phiền não, thì có thể nói rằng chúng ta đã hàng phục được cả loài rồng rồi vậy. Phiền não vô minh thì giống như con rồng, vì rồng có khả năng biến hóa khôn lường, thình lình xuất hiện, nên chúng ta không thể đoán trước được lúc nào nó sẽ hiện ra. Vậy, việc phải làm trước nhất là đoạn trừ lòng dâm dục. Qua sự việc này mới thấy được quý vị có công phu tu hành, có đạo đức, có thực sự dụng công hay không. Quý vị có thể tự thử nghiệm chính mình, tự tìm hiểu chính mình. Nếu quý vị đã đoạn trừ được tâm dâm rồi, tức là quý vị có công phu tu tập. Nếu lòng dâm chưa dứt thì quý vị vẫn còn lậu. Cho nên, tu vô lậu, tức là dứt bỏ lòng dâm dục, còn tâm dâm là còn hữu lậu, hết tâm dâm mới là vô lậu. 2. Tham. Ác tập thứ hai là tham lam. Vì sao có lòng dâm dục? Chính là vì có lòng tham, ham muốn cảm giác, khao khát thỏa mãn dục niệm của chính mình. 3. Mạn. Mạn tức là kiêu mạn, và đây là thói xấu thứ ba. Thế nào gọi là kiêu mạn? Bản thân mình vốn chưa hẳn thông minh hơn người, nhưng lúc nào cũng cho rằng mình thông minh xuất chúng, khinh thường tất cả những người khác, đâu đâu cũng muốn mình là số một. Đó chính là lòng kiêu mạn đang tác quái. 4. Sân. Kẻ mang lòng sân hận thì đối với bất cứ ai cũng sanh tâm quán ghét, lúc nào cũng hằn học: mày không tốt với tao, tao phải tìm cách giết mày để báo thù. 5. Trá. Ác tập thứ năm là trá, tức là xảo trá, lường gạt, làm những việc giả dối hư ngụy. 6. Cuốn. Cuốn tức là nói dối, giọng ngữ. Trá tức là bản thân vốn là người xấu, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ người tốt, khéo che đậy, khiến kẻ khác không nhận ra được. Còn cuốn tức là nói dối, bịp bợm, nói sai sự thật, bất cứ chuyện gì cũng nói dối một cách trơn tru, trót lọt được cả. 7. Quán. Quán tức là việc gì cũng quán trách người khác, rõ ràng là mình sai, là lỗi của mình, nhưng lại đổ lỗi cho người khác. Nếu hắn không bảo tôi làm như thế thì tôi đâu có làm, chuyện này không thể trách tôi được, đó là lỗi của hắn, hắn mới là người có lỗi. Cho nên kẻ ôm lòng hờn oán thì bất cứ tội lỗi gì cũng trút lên đầu lên cổ người khác cả. 8. Tà kiến. Đây là thói xấu thứ 8. Tà kiến tức là tà tri tà kiến, có cái nhìn sai lầm hoặc có sự hiểu biết lệch lạc, dẫn dắt con người đi vào con đường bất chánh tà vậy. 9. Uổng, có nghĩa là công vậy, không ngay thẳng. 10. Tụng. Ác tập thứ 10 là tố tụng, tức là thích kiện cáo, tranh cãi hơn thua. Có những kẻ vốn sai quấy, có lỗi, thế mà lại muốn kiện cáo, thưa với quan tòa là lỗi của người khác, rồi buộc đối phương phải bồi thường tiền bạc cho mình. Nói tóm lại, bản thân mình vốn là vô lý mà lại chu khống, tìm cách làm cho người khác bị hàm oan, đó gọi là tụng. 10 thói quen xấu hay 10 ác tập này trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 8 gọi là 10 tập nhân, tức là 10 nguyên nhân tập khí xấu dẫn đến các quả báo khổ sở trong 6 đường, lục giao báo. Chính vì chúng sanh tiêm nhiễm 10 tập khí này nên nói là kết ác tập nặng. Vừa ra khỏi lại trở vào, chính vì ác nghiệp của 10 tập nhân mà chúng sanh gây ra vô số tội ác. Vì thế nên mới vừa thoát khỏi 3 ác đạo chưa được bao lâu thì liền bị đọa trở lại. Đời này được ra khỏi 3 ác đạo thì đời sau lại trở vào. Và đợi đến đời sau, khi được ra khỏi 3 nẻo ác rồi, tức đời kế sau đó nữa cũng quay về lại. Đó gọi là vừa ra khỏi lại trở vào vậy. Chúng sanh cứ luẩn quẩn, vừa được thoát rồi lại trở vào, làm nhọc cho Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để độ thoát. Các chúng sanh như thế làm cho Bồ Tát Địa Tạng vô cùng vất vả, phải nhọc nhằn lo việc cứu độ trong rất nhiều kiếp. Ví như có người đi lạc mất nhà mình, vào nhầm đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ già xoa. Đến đây Đức Phật đưa ra một tỷ dụ. Đức Phật ví dụ rằng có một người bị lạc đường, tìm không ra nhà của mình,
rồi lạc bước vào một con đường đầy dẫy những sự nguy hiểm. Trong con đường ấy có rất nhiều quỷ dạ xoa đang rình rập. Dạ xoa ở đây là dụ cho mối nghi trong ngũ độn sử. Nghi tức là không có lòng tin, việc gì cũng hoài nghi ngờ vực cả. Cùng cọp, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Trong con đường ấy, ngoài quỷ dạ xoa ra, còn có cả cọp, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp cũng đang rình chờ nữa. Cọp là dụ cho lòng tham, tham lam như cọp. Do đó, điều phục được lòng dâm dục tức là thuần phục được cọp. Nếu điều phục không nổi lòng dâm dục, tức là chưa hàng phục được cọp vậy. Sói là dụ cho cái gì? Đó là dụ cho lòng sân hận. Loài sói rất lợi hại, nên lòng sân hận thì đáng sợ như loài lang sói. Sư tử là dụ cho sự ngu si. Rắn độc bò cạp là dụ cho tánh kiêu mạn. Tham sân si mạn nghi gọi chung là ngũ độn sử. Người mê muội đó ở trong đường hiểm, chỉ chừng giây lát là sẽ gặp các thứ độc. Hạng người mê muội thì chẳng mấy chốc sẽ bị ngũ độn sử, tham sân si mạn nghi tác hại, khiến họ tạo ra nhiều nghiệp tội, phải đọa vào ba đường ác. Ha ha ha, 问什么的说